Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Chỉ với 200 củ, Baker nên chọn cái xe vượt nào đáng mua nhất ở tại Việt Nam. Với việc Honda BMW Rush phân phối chính thức mô tô phân khối lớn, người dùng có thêm nhiều lựa chọn cái tầm giá dưới 200 triệu đồng. Đặc biệt, với những ai yêu thích những chuyến đi xa trên xe của mình, bỏ qua những dòng sport bike thì những mẫu như là Adventure, Nickelback chính là mục tiêu lý tưởng. Honda CB 500X 2008, mức giá 180 triệu đồng. Cái mẫu Adventure tầm trung là sự bổ sung mới ở phân khúc mô tô phân khối lớn, có mức giá dưới là 200 triệu đồng. Cái dòng CB 500X 2008 được phân phối chính hãng, mức giá rất mềm 180 triệu đồng. Trong khi đó một số cửa hàng tư nhân nhập khẩu có mức giá lên tới là 290 triệu đồng. Cái dòng Honda CB 500X 2008 sẽ là cái chiếc xe đường trường đầy lý tưởng, phù hợp với túi tiền của rất nhiều người. Cái động cơ DOC 2 xanh với dung tích là 471 cc, công suất 470 lực, tại vòng tua máy 8.500 vòng trên phút, mô men xoắn là 43 Nm, tại vòng tua máy 7.500 vòng trên phút, khối lượng khô 196 kg, chiều cao yên 810 mm. Honda CB 500F 2008, mức giá 172 triệu đồng, ra mắt thị trường Việt Nam vào tháng 5 năm 2008, cùng lúc với cái chiếc Honda CB 500X. Cái mẫu Nickelback CB 500F mang thiết kế nhiều góc cạnh và thể thao hơn. Dù là cái mẫu Nickelback 500cc nhưng mức giá của mẫu xe này chỉ ngang ngửa những mẫu xe nhỏ như là KTM 390 đúc hay là BMW Z 300R. Cái động cơ DOC 2 xanh với dung tích 471 cc, công suất là 470 lực, tại bồn tua máy 8.500 vòng trên phút, mô men xoắn 43 Nm, tại bồn tua máy 7.500 vòng trên phút, khối lượng khô 191 kg, chiều cao yên là 785 mm. Honda Rebel 500, mức giá 180 triệu đồng. Đối với những người thích mô tô phân khối lớn nhưng không quá chú trọng vào mặt tốc độ thì Honda Rebel 500 là một lựa chọn điển hình, có kiểu dáng đổi mới giống như người đàn em Rebel 300 nhưng mang một cái chút phong cách bopper và cruiser. Cái mẫu Rebel 500 loại bỏ hình ảnh là trung niên và tiến gần hơn với nhóm khách hàng là trẻ tuổi. Cái động cơ DOC 2 xanh với dung tích là 471 cc, công suất là 45.4 lực, tại bồn tua máy 8.500 vòng trên phút, mô men xoắn 43.2 Nm, tại bồn tua máy 6.500 vòng trên phút, khối lượng khô 190 kg, chiều cao yên 690 mm. Kawasaki Z300 2018. Cái dòng Kawasaki Z300 là mẫu xe có mức giá bán rẻ nhất phân khúc Nickelback, bên cạnh cái chiếc Yamaha MT-03 KTM Duke 390, sẽ là thừa hưởng rất nhiều nét thiết kế từ người đàn anh là Z800 đã bị khai tử. Z300 có khả năng di chuyển linh hoạt trên cái phố đông. Mẫu xe này còn được là một người bạn đồng hành đầy ý tưởng đối với những người trẻ tuổi thích khám phá và đi phượt. Khối động cơ DOC 2 xanh với dung tích là 296 cc, công suất 39 mã lực, tại bồn tua máy 11.000 trên phút, mô men xoắn cực đại 27 Nm, tại bồn tua máy 10.000 vòng trên phút, khối lượng khô 170 kg, chiều cao yên 785 mm. Yamaha MT-03, mức giá 139 triệu đồng. Giống như hữu là Kawasaki Z300 và KTM 390 đúc, Yamaha MT-03 2008 có những nét thiết kế đơn giản, ít góc cạnh hơn. Cái mẫu Nickelback này được đánh giá là cái chiếc xe đa năng nhờ vào khả năng vận hành ổn định bất kể cái trong đô thị hay đường dài. MT-03 có thể coi là một lựa chọn thích hợp với cả những người mới nhập môn và những người lái chưa có kinh nghiệm cao. Động cơ DOC 2 xanh với dung tích là 321 cc, công suất là 41.4 lực, tại bồn tua máy 10.750 vòng trên phút, mô men xoắn là 29.6 Nm, tại bồn tua máy 9.000 vòng trên phút, khối lượng khô 168 kg, chiều cao yên là 780 mm. BMW Z 310R, mức giá 189 triệu đồng, thừa hưởng DNA từ người đàn anh BMW S-R. Cái mẫu Nickelback BMW Z 300R có kiểu dáng nhỏ gọn hơn, đơn giản hơn nhưng không kém phần thể thao, với cặp phục upside down nổi bật ở phía trước. Xe được cập bến Việt Nam vào tháng 4 năm 2008,
với mức giá bán 189 lọc. Khối động cơ DOC Sandburn, dung tích là 313 cc, công suất là 34 mã lực tại một tua máy 9.500 vòng trên phút, mô men xoắn là 28 tm tại một tua máy 7.500 vòng trên phút, khối lượng khô 159 kg, chiều cao yên là 785 mm. KTM Duke 390/2018 mức giá 175 triệu đồng. Cái chiếc KTM Duke 390/2018 thời mới nhất này được thay đổi kiểu dáng, đặc biệt là phần đèn pha chia đôi đầy sắc cạnh. Cái mẫu Duke Bay tầm trung đến từ Áo mang thiết kế tương tự với người đàn anh là KTM 1290 Super Duke A, sẽ được nhập khẩu chính hãng Việt Nam vào tháng 3 năm 2008. Mẫu xe này rất nhiều người bạn trẻ là yêu thích bởi khả năng là điều khiển linh hoạt, kiểu dáng đầy đứa thầu, thích hợp cho việc di chuyển trên phố đồng lẫn những chuyến đi vượt dài ngày. Cái động cơ DOC Sandburn có dung tích 373 cc, công suất là 44 mã lực tại bồn tua máy 9.000 vòng trên phút, mô men xoắn 37 tm tại bồn tua máy 7.000 vòng trên phút, khối lượng khô 149 kg, chiều cao yên 830 mm. Kawasaki Verzi X300 mức giá 169 triệu đồng. Ra mắt thị trường Việt Nam vào tháng 5 năm 2007, cái chiếc Kawasaki Verzi X300 nhanh chóng tạo được vị thế phong cách và phân khúc Adventure tầm trung. Về mặt ngoại hình thì cái chiếc Verzi X300 có kiểu dáng tương tự người đàn anh Verzi 650 và chiếc Verzi 1000. Xe có kích thước là nhỏ gọn, ưu điểm của mẫu xe này là chở được rất nhiều đồ, tư thế ngồi thoải mái, thích hợp cho những cái chuyến đi vượt sang nhà. Có động cơ DOC 2 xanh với dung tích là 290 cc, cái công suất là 39 mã lực tại bồn tua máy 11.500 vòng trên phút, mô men xoắn là 25.7 tm tại bồn tua máy 10.000 vòng trên phút, khối lượng khô 175 kg, chiều cao yên 815 mm. Royal Enfield Himalayan mức giá 132 triệu đồng. Cái mẫu Adventure tầm trung Royal Enfield Himalayan ra mắt thị trường Nam vào hồi tháng 7 năm 2008. Xe có mức giá bán 132 triệu đồng. Tuy mức giá bán chỉ áp dụng cho lô hàng đầu tiên và có thể thay đổi trong thời gian tới. Mang nét đẹp thiết kế hoài cổ, cái dòng xe này phù hợp với những cái tín đồ đam mê Lexus, thích du lịch xa. Tư thế ngồi đầy thoải mái là một cái điểm cộng khi đi đường dài. Cái động cơ DOC Sandburn với dung tích 411 cc, công suất là 24.5 lực tại bồn tua máy 6.500 vòng trên phút, mô men xoắn là 32 tm tại bồn tua máy 4.250 vòng trên phút, khối lượng khô 191 kg, chiều cao yên 800 mm. Bentley TRK 502 với mức giá 136 triệu đồng, ra mắt Việt Nam cùng lúc với cái chiếc Kawasaki Verzi X300. Bentley TRK 502 trở thành đối thủ cạnh tranh trực tiếp phân khúc Adventure tầm trung, là mẫu xe mang kiểu dáng Adventure Touring. Mặc dù vậy, cái dòng xe này không quá cồng kềnh, phù hợp với thể trạng người Việt. Khối động cơ DOC 2 xanh với dung tích là 499,6 cc, công suất là 470 lực tại bồn tua máy 8.500 vòng trên phút, mô men xoắn là 45 Nm tại bồn tua máy 5.000 vòng trên phút, khối lượng khô là 210 kg, chiều cao yên 815 mm. Cảm ơn bạn giúp này là cái tiếp, nhớ like share subscribe. Xúc hẳn đồ chơi khủng gần 30 cũ, biker hóa xét cái mập Jazz 100 khiến 500 em không rời mắt được. Cái chiếc Jazz 100 độ bên dưới đây, phiên bản đã được dọn lên cách đây gần 3 năm của một tay chơi xe có tiếng ở Việt Nam. Dù đến hiện tại không biết em nó đã trâu về phương nào, nhưng những góc ảnh mà nó để lại đến nay vẫn còn vô cùng hot. Cái chiếc xe độ được sơn cái dàn áo phong cách là tem đấu, lấy ý tưởng phối màu sắc nét cùng với những thương hiệu phụ tùng xe nổi tiếng giống như những cái chiếc xe đua mà ta từng thấy. Bên cạnh đó, nhìn vào cái đầu cái chiếc Jazz, chúng ta được góc ảnh quen thuộc cụm nó thắng Rainbow tháo xe phần lớn, đi kèm cụm thắng CRC Fordin cùng với bình dầu Risma hình giọt nước làm ở chứa dầu rời. Tay con CRC CB tích hợp khả năng tăng con bằng tay cũng như là khả năng gặp tay thắng tự động khi có sự va chạm.
Một nửa ta nhìn lại cái dàn chân trước để được cái sự khéo léo của dây dầu Rambo logo nhỏ hai bên đế xứng tháo từ xe phần lớn được bắt vào hệ thống treo trước thông qua phát heo CC. Góc ảnh đĩa Gaffer 260mm cách đây gần 3 năm cũng không khác gì so với thời điểm hiện tại. Cách đây cũng rất lâu, cái chủ xe đã dọn em nó sổ một cái phục Cordin bình dầu trời, một dòng sản phẩm giảm sốc có mức giá trên 10 triệu đồng mà cho đến hiện nay vẫn còn rất nhiều anh em chơi xe không với tới được. Cordin rất đặc trưng với hình lò xo và bình dầu màu vàng. Cái dàn chân sau của em nó sử dụng cái bộ ben đạp Rambo để truyền lực phanh tốt hơn cho cái chú heo dầu Rambo xoay ngược ở phía sau. Sở dĩ cái mẫu heo đối xứng này có thể xoay ngược xuống mà không có sợ bị hư piston là do cấu tạo bên trong của heo dầu đều có cái hai rãnh thoát nước rất là lợi hại. Lời khuyên cho anh em đẩy sủ là heo Nissin không nên xoay ngược vì không có rãnh như Rambo, rất dễ làm hen rỉ giảm tuổi thọ của heo. Gia Yes 100 được trang bị thêm cái dàn chân sử dụng cái mâm Raceboy 5 cây CNC. Dù mình không nhớ rõ trước kia mức giá nó tầm bao nhiêu, nhưng hiện nay nó đã bị ngừng sản xuất đối với phiên bản màu đen như là cái chiếc xe này đang sủ, và mức giá tầm phải bỏ hơn là 30 triệu đồng, cũng phải mua săn tìm rất nhiều nơi. Tổng thể góc ảnh của cái bé trai một lần nữa nhé. Cảm ơn bạn đã theo dõi này hay tiếp, nhớ like, share, subscribe.